Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay khai sáng giảng các em môn khoa học tự nhiên lớp 6, bài số 4 sách chân trời sáng tạo. Chúng ta xem bài giảng của Hải Liêm nếu các em thấy quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài 4 mình sẽ học đo chiều dài nha. Mục tiêu của bài học hôm nay sẽ là lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước của bạn. Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài của một số vật. Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng chiều dài trước khi đo. Ước lượng được chiều dài của vật cho một số trường hợp đơn giản. Chỉ ra được một số thao tác sai khi đo chiều dài bằng thước và nêu được cách khắc phục thao tác sai đó. Và đo được chiều dài của một vật bằng thước nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ có câu hỏi. Vì sao khi đo chiều dài của sân trường, người ta thường dùng thước cuộn và thước dây? Còn trong quá trình học tập em lại dùng thước cây thước kệ. Giờ học xong bài này mình sẽ trả lời câu hỏi này được câu hỏi đây nhé. Giờ trước hết là câu số 1, đơn vị và dụng cụ đo chiều dài. Cảm nhận và ước lượng chiều dài của vật. Như vậy mình sẽ xem hình 4.1, mình có hai đoạn thẳng, đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. Theo các em là hai đoạn thẳng này như thế nào? Như vậy là người ta hỏi là cảm nhận của em về chiều dài của đoạn AB so với chiều dài đoạn CD trong hình 4.1 như thế nào. Như vậy là nếu mà nhìn vào hình này thì mình có cảm giác như là đoạn AP nhỏ hơn đoạn CD đúng không? Cảm giác của mình như là như vậy đúng không? Như vậy câu số 1 mình trả lời là mình cảm nhận là em sẽ cảm nhận là chiều dài đoạn AB sẽ ngắn hơn chiều dài đoạn CD, đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 2, hãy ước lượng chiều dài của hai đoạn thẳng đó. Muốn biết kết quả ước lượng có chính xác không, ta phải làm như thế nào? Như vậy là mình sẽ ước lượng là đoạn chiều dài của đoạn CD thì khoảng là 2 cm. Còn chiều dài đoạn AB là khoảng 1,9 cm mà thôi. Như vậy muốn có kết quả chính xác thì cần phải dùng dụng cụ để đo. Như vậy là trong trường hợp này các em có thể sử dụng thước kẻ để đo, đúng không? Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài. Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống ta đo đo lường chính thức của nước ta sẽ là mét nhé. Ký hiệu là M. Giờ tiếp theo là bảng 4.1, các ước số vội số hợp phân của các đơn vị mét thường gặp. Như vậy mình sẽ có các đơn vị là mm, ký hiệu là M và M. Như vậy là nếu mình đổi từ mm qua mét thì mình sẽ chia cho 1.000. 1 chia cho 1.000 thì mình có thể để phân số là 1 phần 1.000 mét cũng được. Hoặc là mình để là 0,001 mét cũng được. Mình nhớ là phần nghìn có nghĩa là sau dấu phẩy có 3 chữ số nha. Số 1 đứng cuối cùng. Tiếp theo là đơn vị cm. Cm thì chính là bằng 1% mét đúng không? Bằng 0,01 mét. Dm thì mình sẽ có 1 dm sẽ bằng 1 phần 10 mét. Bằng 0,1 mét. Km sẽ bằng 1.000 mét. Những cái đơn vị này mình đã học ở lớp 5 rồi đúng không? Giờ tiếp theo luôn nhé. Tiếp theo là tìm hiểu về dụng cụ đo chiều dài. Như vậy mình sẽ có một số dụng cụ thường gặp. Trước hết là thước kẻ. Thước kẻ là cái thước mình hay sử dụng thường ngày để mình kẻ trong cuốn tập của mình đúng không? Thế chiều dài của cái thước kẻ của mình thường là khoảng là 20 cm, cũng có thể là 30 cm. Và độ chia nhỏ nhất có thể là 1 mm. Mình thấy là các vạch chia liên tiếp nhau thì là mỗi vạch cách nhau 1 mm. Thì có nghĩa là độ chia nhỏ nhất sẽ là 1 mm nha. Tiếp theo mình sẽ có cây thước cuộn. Cây thước cuộn là cây thước người ta sẽ cuộn cho một cái này. Khi người ta kéo ra thì nó sẽ dài ra. Còn khi người ta buông tay ra thì nó sẽ cuộn lại trong lớp này. Đúng không? Thì chiều dài của cây thước cuộn thường là khoảng 5 m, 10 m. Có thể là dài hơn 20 m, 30 m cũng có nha. Đúng không? Tùy theo cây cuộn dài hay ngắn, lớn hay nhỏ. Tiếp theo mình sẽ có cây thước dây. Cây thước dây này thường là những người may đồ người ta thường sử dụng để người ta đo kích thước trên cơ thể của người ta, của người may đồ đúng không? Của người cần may đồ. Như vậy là cây thước dây này thì có cái số lớn nhất là khoảng 1 m rưỡi, có nghĩa là 150 cm.
và độ chia nhỏ nhất cũng là 1 mm nhé. Tiếp theo mình sẽ có cây hút kẹp. Cây hút kẹp này mình thấy là đây. Đây người ta sẽ kẹp vào một vạch cần đo. Thường cái hút kẹp này người ta đo những cái kích thước đường kính của những vạch có kích thước nhỏ ha, thì người ta sử dụng cây hút kẹp này nhé. Và giới hạn đo thì mình thấy số lớn nhất thì chính là giới hạn đo của nó nhé. Giờ tiếp theo một số đơn vị đo chiều dài khác. Mình có đơn vị là inch, là theo bên Mỹ xài, bên Anh bên Mỹ xài nhé. Thì một inch sẽ bằng 0,0254 m. Foot, một foot thì sẽ bằng là 0,3048 m. Và mình có đơn vị khiên dây, một AU, một AU thì sẽ là 150 triệu km vuông. Một năm ánh sáng LE sẽ là 946.073 tỷ mét. Đúng không? Có nghĩa là thời gian để ánh sáng đi được một quãng đường một năm thì chính là một năm ánh sáng nha. Thì một năm ánh sáng đi được là 946.073 triệu tỷ mét. Đúng không? Kích thước rất là không rõ. Để đo kích thước của những vật rất nhỏ thì ta thường sử dụng là micromet. Một micromet thì sẽ là chính là 1/1 triệu mét nha. Đúng không? Còn một nanomet thì chính là 1/1 tỷ mét. Còn một angstrom sẽ là 1/10 tỷ mét nha. Giờ tiếp theo là để đo chiều dài một vật, người ta có thể dùng khước. Trên ở trên mình thấy có một số loại khước không thường có ghi giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Giới hạn đo của khước chính là chiều dài lớn nhất ghi trên cây khước nha. Đúng không? Ví dụ cây khước kẻ của mình ghi số 20 của đơn vị là cm, có nghĩa là giới hạn đo của nó sẽ là 20 cm. Đúng không? Còn độ chia nhỏ nhất của cây khước chính là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên cây khước nha. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi số 3. Kể tên những loại khước đo chiều dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại khước khác nhau như vậy nha? Giờ mình sẽ trả lời câu số 3 nha. Giờ những gì là một số loại khước đo chiều dài mình hay sử dụng là khước kẹ, khước cụm, khước dây và khước kẹp. Sản xuất ra nhiều loại khước đo như vậy để có thể sử dụng phù hợp với từng mục đích đo khác nhau. Đúng không? Tùy theo cái bậc cần đo là lớn hay nhỏ mà mình sẽ chọn đo khước đo phù hợp nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi, hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cây khước ở hình 4.2a và khước kẻ mà em đang sử dụng. Như vậy lúc nãy mình đã xem hình 4.2a chính là cây khước kẻ. Giới hạn đo có nghĩa là số lớn nhất trong cây khước đó chính là 20 cm. Độ chia nhỏ nhất sẽ là hai vạch liên tiếp nhau sẽ là 1 mm. Đúng không? Giờ tiếp theo là phần hai nhỏ thực hành đo chiều dài. Trước hết là lựa chọn khước đo phù hợp. Như vậy là mình thấy là đây là hình này, đo chiều dài bàn học bằng cái khước cụm. Thì mình thấy đo rất là dễ dàng, đúng không? Người ta chỉ cần gài một đọc và kéo cái khước cụm tới cái đầu bên kia, đọc số trên cái khước thì chính là chiều dài của cái khước nhé. Còn nếu mình sử dụng cái khước kẻ của mình thì cái khước kẻ của mình giới hạn đo là khoảng 20 cm thôi. Nên mình phải đo nhiều lần. Mà đo nhiều lần thì dễ bị sai số, đúng không? Thì sẽ không chính xác nhé. Như vậy là mình sẽ có câu hỏi. Quan sát hình 4.3 và cho biết là cách đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn, tại sao nhé? Giờ như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi này nhé. Như vậy là mình thấy là cách đo chiều dài của trường hợp A sẽ nhanh hơn và chính xác hơn. Vậy trường hợp B là đo chiều dài của bàn dài gấp nhiều lần so với giới hạn đo của cây khước kẻ của mình. Nên sử dụng khước kẻ để đo chiều dài, bạn sẽ mất nhiều lần đo, nên mất nhiều thời gian lâu hơn. Đồng thời kết quả đo bằng tổng của các lần đo cộng lại sẽ có chênh lệch, sẽ có sai số nhé. Ngược lại ở trường hợp A mình thấy là cái khước cụm có giới hạn đo dài hơn so với chiều dài của bạn. Khi sử dụng chỉ cần một lần đo duy nhất mà thôi, thời gian đo nhanh hơn và cho kết quả chính xác hơn nhé. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo, để đo chiều dài của một vật được thuận tiện và cho kết quả chính xác, ta cần ước lượng chiều dài của vật. Từ đó lựa chọn khước đo có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp.
đến lượng chiều dài của một vật, ta có thể dựa vào chiều dài của một vật đã biết. Ví dụ lượng chiều dài ngôi nhà bằng cách đếm những viên gạch lát sàn và dựa vào kích thước của nó. Ví dụ mình thấy là những viên gạch lát sàn của mình thường có kích thước là khoảng, nếu mà gạch nhỏ thì là 40-40 cm, còn lớn thì khoảng là 60-60 cm. Mình đếm bao nhiêu viên gạch là mình có thể là ước lượng được cái chiều dài của ngôi nhà mình, đúng không? Giờ tiếp theo là tìm hiểu về cách về các thao tác đúng cho khi đo chiều dài. Như vậy là ví dụ mình muốn đo cây viết chì thì mình thấy là hình A, hình B, hình B và hình C, mình thấy là trong ba hình mình thấy là hình nào sẽ cách đặt cái hướng đúng nè, chính là hình C, đúng không? Mình thấy là hình A là đo mình muốn đo chiều dài cái hướng, mình phải kê sát vô để thở là không đúng, đúng không? Và kế hoạch số 0 sẽ nằm ở một đầu, đúng không? Ở đầu mình phải số 0 phải nằm ở đây, chứ không phải là sai ra như vậy là sai. Như là chỉ có hình C là đúng nhé. Giờ như là hình 4.4 sẽ là cách đặt hước khi đo chiều dài. Như mình thấy là trong 3 cách thì sẽ cách C là đúng nhé. Như mình sẽ có câu hỏi số 5, câu hỏi số 6 và câu hỏi số 7. Câu hỏi số 5 là quan sát hình 4.4 và cho biết là cách đặt hước để đo chiều dài bút chì như thế nào là đúng, thì mình sẽ chọn đáp án C, chọn câu C. Tiếp theo mình sẽ quan sát hình 4.5 và cho biết cách đặt mắt để đọc chiều dài bút chì như thế nào là đúng. Như vậy là mình thấy hình 4.5 đây, thì trong ba cách đặt mắt thì mình thấy đây là nhìn xuyên như vậy, xuyên như vậy, đây là vuông góc, thì mình thấy là mình sẽ đặt vuông góc thì mình mới đọc được chính xác nha, đúng không? Tiếp theo là câu số 7, quan sát hình 4.6 và cho biết kết quả đo chiều dài của bút chì tương ứng với các hình là bao nhiêu cm nha. Như vậy là đọc kết quả đo thì hình này mình thấy sẽ là khoảng 6.8 cm, đúng không? Còn hình này là khoảng 7 cm, đúng không? Giờ mình sẽ trả lời 3 câu hỏi nha. Câu 5, câu 6 và câu 7 luôn. Như vậy là câu 5, ở hình 4.4 thì cách đặt hước ở để đo chiều dài bút chì tại câu C hay là mục C là đúng nha. Còn câu số 6, ở hình 4.5 thì cách đặt mắt để đo chiều dài bút chì ở mục C là đúng, đúng không? Đây, đặt vuông góc là đúng, đúng không? Tiếp theo là câu số 7, hình 4.6 thì kết quả đo chiều dài bút chì ở câu A sẽ là hình 4.6A thì chính là 6.8 cm, còn hình 4.6B sẽ là 7 cm, đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ đo chiều dài bằng hước nha. Như vậy là mình sẽ sử dụng các dụng cụ là các loại hước, bàn học, quyển sách khoa học tự nhiên 6. Tiếp theo mình sẽ tiến hành đo ước lượng chiều dài của bàn học, chiều dài của quyển sách khoa học tự nhiên 6, lựa chọn hước đo phù hợp. Mình sẽ đặt hước đo dọc theo chiều dài của vật và số 0 của hước ngang với một đầu của bàn học hoặc là một đầu của quyển sách. Đặt mắt vuông góc với hước và đọc giá trị chiều dài của bàn học, quyển sách theo giá trị của vật chia trên hước gần nhất với đầu kia của bàn học, quyển sách. Và sau đó mình sẽ ghi kết quả đo được theo bảng 4.2 nha. Như là câu số 8, mình sẽ người ta yêu cầu mình hãy đo chiều dài của bàn học qua chiều dài của quyển sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, sau đó hoàn thành bảng 4.2, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ sử dụng cây hước, mình có thể sử dụng là hước kẻ, hước dây hoặc là hước cùng cũng được, đúng không? Tùy vào, nếu mà mình thấy là cây quyển sách mình sẽ xài hước cuộn và hước dây, đúng không? Cái bàn học thì xài hước dây nhé. Còn quyển sách, nếu mà cái hước kẻ mình nhỏ hơn thì mình xài hước dây hoặc là hước cuộn luôn, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ đo, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ điền kết quả vào bảng 4.2, đúng không? Giờ như vậy là sau khi đo, ví dụ mình đo chiều dài của bàn học là 100 cm thì mình sẽ điền 100. Dụng cụ đo là hước dây chẳng hạn, đúng.
Giới hạn đo của thước dây là 150 cm, độ chia nhỏ nhất sẽ là 1 mm. Lần đo thứ nhất bao nhiêu mình điền vô, lần 1, lần 2, lần 3, giờ tính ra trung bình. Giờ tương tự mình sẽ đi đo chiều dài của quyển sách. Mình sẽ đo chiều dài thì khoảng là bao nhiêu, khoảng 30 cm. Mình có thể sử dụng cây thước dây hoặc thước cột cũng được. Giờ giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất tương tự thôi. Giờ sau đó mình sẽ đo 3 lần, giờ tính ra trung bình, đúng không? Giờ tiếp theo nha, mình sẽ làm công xong cái bảng này, mình sẽ làm tiếp theo. Mình hãy đo chiều dài đoạn thẳng AB và CD trong hình 4.1. Từ đó, mà từ kết quả đo được, em giúp dàn xét gì? Như vậy bây giờ mình sẽ dùng cái thước kẻ của mình để đo đoạn AP và đoạn CD ở hình 4.1, mình thấy là hai cái sẽ bằng nhau nha. Như vậy mình trả lời sẽ là chiều dài đoạn AP sẽ bằng 2 cm và chiều dài đoạn CD cũng bằng 2 cm. Như vậy là mình nhận xét là hai cái mình sẽ nhận xét là chiều dài của đoạn AP sẽ bằng chiều dài của đoạn CD đều bằng 2 cm hết. Đúng này. Giờ tiếp theo là lấy ví dụ chứng tỏ giác quan chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước các vật nhé. Giờ hãy trả lời câu hỏi này nhé. Ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước các vật. Ví dụ ta ước lượng và cảm thấy một chiếc hộp có thể đựng được đồ vật chúng ta muốn đặt vào. Tuy nhiên khi đặt đồ vật vào lại không vừa, do đồ vật có kích thước lớn hơn so với chiều dài chiều rộng của chiếc hộp đó. Vậy chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước của các vật, đúng không? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Phần còn lại của bài hôm nay, của bài C4 thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đón xem nhé. Như giờ mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hình giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.